Nghe họ. Hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022. Thì hôm nay mình muốn nói về việc mà mình vừa mới tạo một cái website. Nói ra là để cho mọi người không có mất thời gian như mình trong quá trình làm và tìm hiểu khá là lâu. Mình có ý định làm từ năm ngoái là cũng sẵn sàng là bỏ kinh phí ra để làm, nhưng mà không có tìm được đối tượng nào làm cho mình được. Với một phần đó là mình cũng không biết làm xong rồi sau đó thì sử dụng sao nữa. Thì đây là cái trang admin của mình, ở trên đây có hai công cụ. Nếu mà mọi người vào cái website của mình thì mọi người sẽ thấy từ cái phần đen này trở xuống thôi, còn cái phần trên là không có. Còn đây là trang để mình chỉnh sửa. Thì kể về việc mình làm website á, là trong khi mà mình đi tìm một đơn vị để làm website này để mình thuê, thì mình thấy có một cái trang web của một cái anh, thì anh nói còn chuyên về viết viết blog, thì anh cũng có dịch vụ là làm blog blog cho website cho mọi người á. Thì mình cũng có mail hỏi anh ấy, dịch vụ anh ấy cũng không có mắc đâu, cũng rẻ thôi. Nhưng mà anh ấy phản hồi lại rằng anh ấy không không thể làm cho mình được, tại vì cái nhu cầu của mình á là muốn làm cái website dạng blog và có thể đăng sản phẩm lên bán được. Đây là sản phẩm. Thì sau đó mình cũng tính không làm rồi đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi kệ, thử đại coi. Thế là mình xách cái zip đi mua một cái tên miền. Mình mua tên miền ở một website của nước ngoài trong thời hạn là 1 năm bằng thẻ Visa, trả bằng PayPal. Thì sau đó đó là tên miền ha, tên miền của mình á, tên miền là cái này nè, scabuphammock.com á. Sau đó mình mua một cái hosting. Hosting á là nơi mà để lưu trữ những cái hình ảnh cũng như cái nội dung mình viết lên trên website để nó hiển thị lên đây nè. Giống như mình thuê nơi để chứa cái dung lượng đó đăng lên. Mình cũng mua trong 1 năm cũng ở một cái website của nước ngoài. Ở Việt Nam mình cũng có một số hệ thống website nó họ bán tên miền và hosting á, như Mách Bảo gì đấy. Nhưng mà mình không biết nữa, thấy cái người hướng dẫn trên trên mạng họ mua ở đâu mình mua ở đó thôi. Mình đang xem mạng để làm theo mà. Tuy nhiên á, để trước khi bắt đầu mình làm á, mình đã phân vân rất là nhiều. Mình nghĩ nó rất là khó, mà nó khó thật. Không phải khó ở cái chỗ mà mua những cái điều này, mà khó ở chỗ chỉnh sửa những cái này nè mọi người. Chỉnh sửa những cái banner, những cái header, footer, trang chủ, sản phẩm, bài viết, giới thiệu, liên hệ, các kiểu đồ, đăng bài. Đấy, mình thấy khó chụp đấy. Thì sau đó là mình tính dùng một cái term miễn phí ở trên WordPress, nhưng mà mình không có biết gì về website hết. Vô mình cũng mặc vài cái term áo của cái web free rồi đó, nhưng mà mình không có biết xài, không có biết chỉnh sửa, nên sau đó mình quyết định là mình mua một cái term. Của cái này thì mình mua ở một cái website Việt Nam, tại vì họ có ngôn ngữ Việt Nam và họ cũng xây dựng hết tất cả rồi, mình chỉ vô chỉnh sửa thôi. Thì giờ mình là admin của cái trang này. Nói chung là kể ra thì làm cái website nó cũng không khó nếu mà mọi người chịu khó và học hỏi. Ban đầu mình cũng lười học hỏi, tại vì giờ chắc cũng tới tuổi rồi, cũng không có ham học hỏi như ngày xưa nữa, nên chỉ muốn thuê dịch vụ thôi. Nhưng mà khi bạn thuê dịch vụ rồi á thì bạn sẽ không không có biết cái phần admin này này, mà bạn vẫn phải học, hoặc là bạn phải tiếp tục thuê họ làm admin để họ đăng bài viết và chỉnh sửa cho bạn. Ví dụ như những cái ngày khuyến mãi, hoặc là bạn chụp một tấm hình nào đó và bạn muốn muốn marketing về một cái sản phẩm nào đó, hoặc một cái bài viết nào đó lên, thì bạn không biết về những cái thao tác trên đây á, thì làm sao mà đăng được. Không biết mà chị nó chỉ
mà chỉ có những vài những cái thứ này thôi hiện hữu trên đây á, mình không có tận dụng mà không có sử dụng thường xuyên á, thì cái website của bạn nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì, nó cũng sẽ đi xuống. Thì nói chung là nên học cách sử dụng những cái thanh công cụ ở đây để chỉnh sửa và đăng bài viết ha. Nếu mà mọi người tự mua một cái dịch vụ để người ta làm thì sau đó mọi người cũng phải học cách để trở thành admin của một cái website này. Và mình cũng hy vọng á là tuần sau mình sẽ hoàn thành cái website này và làm một cái video dài hơn để nói chuyên sâu về cái website này cho mọi người, để mọi người tránh mắc những cái sai lầm ban đầu của mình ha. Thực ra nó rất là đơn giản. Sau khi mình đã trải qua rồi thì mình cảm thấy nó đơn giản, nhưng mà lúc mà mới bắt đầu mình thấy nó khó như là gặm cục xương á. Đây cũng tạm tạm rồi đó, cái bài giới thiệu mà mình cũng đăng sơ sơ rồi, lấy tạm cái cover của fanpage, cái khẩu hiệu của mình We're not just selling, và cái tên của shop mình là Scabbard Hammock, nên mua tên mình nó là scabbardhammock.com. Rồi, vậy hát.